Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mời mọi người theo Vân đi hái đậu rồng ha. Được mấy trái đậu rồng trong đây này. Bự bự rồi. Ui, ớt đang chín quá trời luôn. Lát Vân hái ớt luôn. Đây, đậu rồng của Vân này. Cái bụi này thì hái thì được nhiều thì được 5-7 trái cho mọi người. Tại vì có mưa nhiều không đầu mấy. Phía bên trong này nè. Đầu mì của Vân giờ mới đầu trái này. Mưa nhiều quá. Vân hái ít ớt. Ớt chín này Vân hái Vân phơi. Nó làm ớt khô. Phơi xong rồi Vân rang. Đợt này cũng được chín nhiều ghê. Ớt này ăn sánh thì ngon hả mọi người. Ăn chín thì mềm không được ngon. Chín như này vẫn chỉ phới thôi. Cái trong này cải nhỏ. Cái trong này vẫn không có phấn. Chín quá rụng. Cúi ra, đúng cả cái máy ra. Thôi vô cái tàu vẫn hại. Máy mì đổ trong rúng. Chín quá trời chín luôn. Vẫn ra ngoài Vân hái ớt Peru. Ớt Peru của Vân này. Đó, giờ còn chín quá trời rồi. Ớt này trái nhỏ nên là cái hạt nó cũng nhỏ xíu à. Lấy hạt làm giống cũng hơi mệt. Đây mọi người. Ớt này thì ăn giòn ngon. Mưa còn cũng rung quá trời dưới đất này. Để Vân ra trước Vân hái ớt tiếp ha. Ớt này chín mặn mọi người. Trời ơi vừa qua. Qua Vân đứng trên nhà Vân nhìn thấy rồi mà nói thôi thì chín rồi là mãi hái luôn. Thế chín mặn. Ớt của Vân bắt đầu chín nhiều rồi. Đây, người ta nói ớt chín bìa là phải chứ cái như này mà chín một cùng ăn. Em Vân thì ớt nhiều lắm.
Đây. Mấy cây này cây nào trái nhiều mà hôm qua bên ông Hải kìa là chim ăn hết. Ướng ướng như này vẫn hại luôn, chim ăn hết đây này. Thấy quá trời trời không mọi người, trời quá trời luôn. Ớt mình trồng được vừa sạch mà vừa tiền nữa, khi nào muốn ăn cái chạy ra vườn hải. Ớt giờ đi ra ngoài chợ mua cũng mắc rồi mọi người. Đây vườn hải bùi bên này luôn. Ui, cái ớt này bị gì vậy ta? Ớt nó bị chắc bị sướng rồi, cứ hết trái rồi. Phải mọi người cái ớt chuông này, này. Trái nhánh bự ghế. Đây để Vân Đài Vân quay gần cho mọi người coi. Để Vân bỏ cái rổ xuống. To hơn cả cái bàn tay Vân đó. Trái nó chuyển màu nó chắc sắp chín rồi. Giờ Vân qua bên này Vân hải đầu. Còn cái cây bụi này nè. Vân cuốc đất chỗ này rồi mà chưa đào được đất đây mọi người. Đấy, cứng quá. Hôm qua mới trần mưa lớn. Bây giờ đi này để chiêu này đào đất để trong trong bị vừa giữa léo giữa gáng gì đó mọi người. Ôi trời. Vẫn quay giữa trưa nắng không biết là mọi người có thấy không? Rồi mấy cái con này là ăn đầu ghế mọi người thấy không? Hai con đang cạp hết luôn á. Cái buổi sáng chỗ Vân á, ra quay sớm thì mát nhưng mà ra lây lồi quá, tại bữa mưa lớn sóng á, ra là chân tay chỉ lùi bùn ấy. Nên mà Vân đợi trưa chút Vân mới ra hái. Cái bùi đầu này Vân ăn được mấy tháng đấy. Ở nhà vẫn ủa ốc xin hai vợ chồng ăn nên cần hơn chục trái là cũng tha hồ ăn. Mình hải vô liên mình luộc ăn là ngọt lắm. Còn bụi này mà tiếc cái giờ thấy trái đang quá trời nên không phá bỏ. Hôm bữa vẫn đi khiêng đất khiêng quá trời đất luôn mà mưa lớn đất trần cũng trôi hết luôn. À vẫn qua đây Vân Hải mới trái đầu bắp này, thì đầu bắp cũng lớn. Bên này thấy có ớt chín nè. Hai trái chín và trái xanh cũng rớt luôn. Đậu bắp đây mọi người. Nó trên cao. Ôi, cây này chắc là hơn 2 mét rồi. Này trái. Bự ghê ha. Trái hơn găng tay. Mà đang nón lắm. Bên này có mấy trái.
lại đâu nó vẫn hái ít ra. Đầu rồi vẫn hái cà chua, trái cây. Cái bụi này thì hôm qua trông vẫn về hái xong. Đây vẫn trồng dưa đông bao mọi người. Ở đây thì chưa tốt mấy nhưng mà phía ngoài thì tốt rồi. Chuẩn bị có trái rồi. Lại bên hải cà chua trái cây vẫn bọc lên. Vậy mọi người, đấy chỗ này ớt đây mọi người này. Bảy trái ớt này là ớt ngọt. Vừa vẫn thử một trái á. Đang con non hăng hăng. Không cay không gì hết luôn. Mở ra vẫn hái ha. Chú vẫn rôi vàng chấm ghế quá đi nên chú phải bọc lại như thế này. Này chung này đẹp chưa? Vẫn hái chú trái này chỉ vẫn hái trước. Bảy trái này để cho chín cho ngọt. Đã bọc nhìn thì không được đẹp mắt, nhìn thì lùm thùm nhưng mà không bọc thì không được ăn. Đấy mọi người. Cà chua này cà chua trái cây đó. Vẫn vô ngồi phía trong cho mát. Vẫn thử quả cà chua trái cây này coi có ngọt không. Mời cô chú anh chị với các bạn. Vẫn thử. Hơi hơi chua chua, hơi hơi một chút xíu thôi. Nói chung là cũng ăn ngon hơn cà chua bình thường. Chứ nói ngọt thì không có ngọt giống như kiểu trái cây khác, cái hơi hơi có vị ngọt tí thôi. Trái vẫn không tưới phấn trứng sữa, vẫn chỉ tưới nước thôi. Rồi bỏ một chút xíu phấn gà. Cà chua trái cây nếu mà họ mà trong trong nhà mang á thì họ tưới phấn trứng sữa bán 400-500 ngàn một ký á mọi người. Để cho chín 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 hơn như này thì chắc lại mới ngọt. Đây cái màu giống như trên này. Ở đây nhà vẫn bị ruồi vàng nhiều á. Nhớ là từ hái sớm không á. Bọc lại vậy đó nhưng mà nhiều lúc hình cũng vô hình chấm được không biết sao. Đây là thành quả anh chạy ra vườn một lát. Bọc lại chung đi mà. Bọc xuống. Đấy vẫn kết thúc video ở đây. Vẫn cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã coi hết cái video của Vân. Nếu thấy thích thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye. Bye bye, cô chú.